Bây giờ mấy anh em nó ở trỏng rồi, bị cách ly rồi, thì giờ ở này mình có gì gỡ vô đằng cho mấy anh em nó hưởng chứ giờ biết nói sao giờ. Còn mong muốn của cụ là gì? Mong muốn thì sao dịch cho nó hết đằng cho mấy anh em mình trở về nhà đặng mà ăn, chứ ở trỏng hoài chắc nghèo luôn á. Cái này nó ra từng đợt thôi nha. Ừ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng của Bùi Hồ đó là một cái cong mồng tơi. Thì đây là Nhẫn, bạn của mình. Thì nghe mình đi làm những cái công việc thiện nguyện thì Nhẫn nói ở nhà có trồng mồng tơi. Và hôm nay thì Nhẫn với lại các anh em mình với lại ông bác và ba cô Nhẫn để mà xuống đây cắt mồng tơi để mà cho từ thiện thôi Nhẫn ha. Ừ. Này trồng lâu chưa Nhẫn? Trồng khoảng hai mấy ngày có ăn. Vậy hả? Ừ. Này nhiều ghê luôn á. Ừ. Ừ. Mới lên mới còn mới kia mà cắt không cho người ta hết mới. Sao không để bán mà cho? Dịch bệnh thì ai đâu có tiền đâu mà bán, làm gì ra tiền đâu bán. Rồi, nói chung là thay mặt bà con cô bác cảm ơn Nhẫn nhiều nha. Ừ. Rồi thôi bây giờ xuống dưới làm tiếp đi. Dạ con chào bác. Ồ, này bác tự gieo trò hột trồng luôn hả bác? Gieo trồng luôn. Dạ, này là cũng 2-3 tháng hả bác? Nó tháng 10 bữa ăn à. Dạ. Thấy ở này bà con ta đâu chợ búa không có đi được cái. Dạ. Bán không nhiều đâu để cho nó không ăn đi. Bán năm nay là nhiêu rồi? 80 rồi. 80 tuổi hả? Dạ. Dạ. Cho hết nguyên công này luôn. Ừ. Bà đâu muốn làm hết trơn rồi đó. Này lúc trước vốn nhiều không hay bác ha? Cũng ít. 50-70 ngàn. Dạ cái này mình gãi hạt giống như lúa vậy hả bác? Dạ. Dạ. Cho này quý luôn. Bây giờ dịch bệnh rồi mấy khu cách ly, mấy khu phong tỏa, người ta không có mua được. Mà mình thì bây giờ chợ đồ nó không có bán đồ luôn. Dạ. Cảm ơn tấm lòng của bác nhiều ha. Cụ lớn đuổi ra đây cắt luôn. Này hái được không hay là cắt? Hái cũng được gì. Nhẫn là lúc trước học chung lớp 12. Học con chung con bác. Dạ rồi Nhẫn giờ làm bên y tế. Con làm giáo viên. Dạy đâu? Con dạy Tháp 10 á. Ừ. Dạ. Cái này không có cái dao cắt nó bị ấy á. Dạ nó bị dập á. Ừ. Mấy con bự bự này rất là ngon dữ dằn luôn nè Hồ. Dạ. Thấy không? Nè cầm đây. À. Ồ, ngon ghê ha. Này là mình có xịt thuốc rồi nhiều không hả bác? Không, này thì rau sạch nữa. Dạ. Hồi sớm cái khu phong tỏa Nhẫn ở Tân Mỹ á. Điện lên. Cái này là bà con mình ăn là ngon lành luôn á. Ừ. Này là cây nào mình cũng ngắt ngang hay về sao? Lựa cây bự á, cây bự để cho nó bự nữa. À. Mình cắt ăn nữa. Còn tưởng đâu nó giống như rau muống chứ. Rau muống cũng vậy. Cái này mình cắt cái này là mấy cọng nhỏ nó bự lên nè. Nhưng mà nó có đâm tược lên không? Có, mình cắt ngang nó đâm tược đó, cắt ngắt cao lên trên nha. Dạ hả? Rồi cắt ngắt cao lên trên á. Hai lá đài lại. Ồ, không biết ngắt thư. Này nó ra từng đợt hả Nhẫn? Ừ. Ông không có xịt bông chứ. Dạ hả? Cái bên đó là lúc trước là trồng có muống hay sao? Trồng có muống. À. Này là muống nè. Dạ. Chút biết cắt không? Biết chứ. Đạt thợ hồ bây giờ chuyển sang làm nghề cắt mồng tơi luôn. Ừ. biết cắt nè. Chú nói kỹ nè. Dạ. Cắt còn chưa hai lá là phải không? Ừ, cái lá nó trên nó có cái mầm ra nhỏ xíu đó. Dạ hả? Chứ mình ngắt gần sát là không được hả? Sát với nó không có đâm từ không ra nữa. Dạ. Nè nó còn cái thịt nữa nè. Ha. Đã, cũng tinh tế. Chứ nãy tưởng đâu là nguyên này cái mình quất cái nó trội lưỡi luôn. Ồ, cái này lại mắc rửa lại ha, cho nó sạch. Cưng là em có nhẫn hay sao? Con cháu có nhẫn. Cháu nhẫn hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Cô đang học đại học. Ồ vậy hả? Nhẫn bạn với chú. Rửa cho nó sạch cát ha. Con mấy tuổi rồi? Con sang năm lên lớp 7 rồi. Dạ hả? Là 14 tuổi rồi. Dạ. Học giỏi không? Cưng vậy là cưng học ở đâu? Dạ con học ở Chị Vinh. Ồ, học bác sĩ hay sao? Dạ con học y. À. Ô này ngon ghê nè. Này khỏi mình khỏi cần lặt lá lại. Mình để vậy đi, mình rửa cho nó sạch rồi, lặt lá lại cái nó bị tớp lại á. Cái những người nấu người ta lặt ra luôn. Nhìn ngon quá. Con cảm ơn bác nhiều ha. Quý quá luôn. Này ngon quá luôn nha. Chưa. Bà lớn mà biết phụ để rửa để cho luôn kìa. Giỏi giỏi kìa. Đâu quay ngang cười cái ai? Hả? Con hả Nhẫn? Con. Nhà ở đây hả? Quá ngon. Đây cứ nè. Đây. Đây con của bạn đâu à, chạy vô sợ. Đúng là ở dưới sông còn nữa đó. Đúng là cây nhà lá vườn mà có gì cho đó, có đu đủ cho đu đủ luôn nè. Cụ cho chanh luôn hả? Cốc nó sẽ cốc nữa kìa hầu. À dạ. Dạ cái nhà lá vườn, cái tấm lòng của cụ là tốt quá luôn rồi. Bẻ mấy cái trái lớn hết luôn hả cụ? Trái nào mà ăn được cứ bẻ. Cụ ơi, cho con hỏi cụ cái, cụ có muốn nói là gì gửi đến những người khu cách ly, khu phong tỏa không, hay là những cái hộ khó khăn không? Bây giờ mấy anh em nó ở trỏng rồi, bị cách ly rồi, bây giờ ở này mình có gì gửi vô đang cho mấy anh em nó hưởng chứ giờ biết nói sao giờ. Rồi mong muốn của cụ là gì? Mong muốn thì sao dịch cho nó hết rồi cho mấy anh em mình trở về nhà rồi mà ăn, chứ ở trong hoài chắc nghèo luôn á. Hôm nay thì cái thông điệp cái việc mà cách ly theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đó. Yeah. Thì ai ở yên nhà đó. Dạ, rồi không có đi đâu được nè. Rồi cụ hôm nay cụ tặng thì bà con rất là vui luôn ha. Yeah. Con thay mặt cho những cái bà con khó khăn đó. Cảm ơn cụ, chúc gia đình cụ luôn có sức khỏe. Cụ ngoài đó cụ còn có muốn thông điệp mong muốn gì nữa không? Không mong muốn gì đâu, giờ chỉ mong sao cho nó hết dịch mà bà con mà trở về nhà đoàn tụ với gia đình với sống khỏe. Nha. Những cái ngày cách ly như thế này là cụ thấy sao? Cảm giác của cụ á? Hơi buồn thiệt. Giờ con cái rồi này kia nọ rồi tới lui mình không được cũng buồn. Dạ. Cụ có con cháu gì đi làm ở Sài Gòn mà bị mắc kẹt Sài Gòn không? Có 4 đứa đi đó dài trong đó gặp nhiều hốt hết nhiều. Vậy ha? Ừ. Là lo lắm hả cụ? Nhiều lắm mà. Dạ, mong trở lại cái cuộc sống ban đầu ha cụ ha. Dạ. Con chúc cụ sức khỏe. Ông cụ cũng cho mồng tơi rồi sao bây giờ ông cụ cho chanh luôn. Bây giờ vô đây là gặp gì hái đó. Có gì là cái gì là mà cho mấy em mình ăn được chứ. Đâu. Ăn luôn hay vậy? Con mong là cái tấm lòng của cụ sẽ lan tỏa đến mọi người ha. nè. Đây là đó là đây, cặp tranh nó dài trống á, bành không? Dạ. Mấy công tranh hả cụ ha? Trồng cái này tính ra thì nó không có bao nhiêu, bị trồng theo cái bờ ranh không à. Còn xung quanh ngay giữa trồng mít. Con cho cụ hay là chanh này hiện nay bán thì giá cũng 4-5 ngàn đồng 1 kg á. Yeah. Nhưng mà cụ cho đu đủ cho luôn. Ủa cái cây này trái nhiều ghê cụ. Dạ. Trái dữ lắm mà. Ôi chú ơi, qua đây cây này trái dữ lắm nè. Ôi ôi. Hổm gài là không có ra được luôn hả cụ ha? Hổm đại mà mấy mối của mình nó đâu có bán quán bản gì được rồi, nó đâu có mua. Dạ. Cái này vụ này có nước rồi cho mấy ông bên cách ly này kia nọ, mấy ông ăn chứ giờ bán không ai mua trơn làm sao giờ. Dạ. Bây giờ gửi cho bà con ăn luôn, chia sẻ. Gửi bà con ăn luôn đi, giờ bán cũng không biết biết nhiêu tiền giờ bán. Cánh cũng khổ nữa. Dạ. Hổng gài cách ly thì rau củ thì cụ có rồi, còn về ăn uống sinh hoạt đồ nó có khó khăn gì không cụ? Sinh hoạt thì nó Út nó đi làm việc đó, nó mua đem gì ăn. Dạ. Còn ở nhà thì cũng có gì đâu, đâu ra bước ra khỏi nhà đâu, đi vòng để chơi không. Còn bả thì giờ đi lên giữ nhà cho thằng con nó ở trên An Long ở trên đó. Cụ thấy ở Sài Gòn bây giờ đang khó khăn đó, cụ thấy cụ buồn dữ không? Buồn biết để bụng cho biết nói làm sao giờ. Buồn để bụng thôi. Vì cháu nhỏ con giờ nó ở thành phố ngoại, nó giờ muốn gì giờ sao gì, nó giờ về đây cũng bị cách ly nữa, thôi ở ngoại đi con ơi, thẳng từ từ tính chứ giờ về đây con vô cũng cách ly tại chỗ. Dạ. Rồi không có đi tới lui này kia nọ, cũng như ở ngoại thôi, ở ngoại luôn đi cho nó đâu cho nó yên chỗ đó. Dạ, ở đây thì cụ cờ trồng đu đủ nè, mít nè, chanh, mồng tơi, đủ thứ hết. Mà cái nào thu hoạch được là cụ cho hết à? Ừ. Bây giờ ông cụ ông nói có cây cốc nữa kìa, bẻ được thì bẻ cho luôn. Ừ, đúng, nó nào thì xài được cứ xài. Một đống luôn nè. Đây để dài vườn đó, đây tuốt đóng vườn xa lắm rồi nha. Nhiều lắm. Bẻ bữa nay không hết mình mời bẻ nữa. Tấm lòng của ông là bao la luôn đó. Dượng Tám thấy xúc động không? Ừ. Xúc động luôn ha. Ừ. Cây bên kia, cây này quá trái đã. Cây bên kia dài nhiều, cây bên kia trái bành không à. Còn đó trái bự. Lựa mấy trái bự nè, trái già nè. Quá trời luôn rồi. Nói chung là trái này là chanh không hột hay sao cụ? Chanh đi mua ra nói chanh tứ quý đó, có trái gì mãn năm đó. Dạ. Hôm nay cụ có thu hoạch, cụ có bán được nhiều không? Bán hôm trước được mớ rồi, đủ tiền bán thì phân. Đủ vốn chưa cụ? Bán mãn năm mà biết sao vốn không. Vui vẻ không? Vui vẻ. Dài đó còn nhiều. Hãy đi nhà mình cho ta nhiều lắm nè. Mình hái hai bọc đi đặt. Lấy bọc thôi. Bọc thôi ha. Ừ. Này là chia. Hôm qua mình cũng cho chứ hết bọc rồi. Vậy hả? Đâu có sử dụng nhiều. Từ từ. Khi nào có xe lên thành phố hả? Có, mới hỏi xe thành phố rồi, có thể được rồi đó. Thành phố nó sử dụng chanh này nhiều lắm nè. Dạ. Chanh rừng xả. Mặc dù là những người mà lao động khác nhau nhưng mà hôm nay là đi làm từ thiện chung mà. Mua dịch. À, dạ. Quá tốt rồi. Xin món mà ra 3 món luôn. Nhẫn hai đứa con trai, hai đứa con gái hả? Vậy hả? Xong hết hả Nhẫn? Xong đó. À. Chú chào con nha. Dạ, chào đuối con. Hả? Con tên gì? Tên gì? Đâu lại đây chú mới nghe nè. Ba con đâu? Con tên gì, học lớp mấy rồi? Học lớp lá 2. Dạ, ba đâu? Ba trên Sài Gòn. Ba con trên Sài Gòn. Cách ly buồn không? Ôi, rồi mẹ đâu? Dạ. Mẹ đâu? Mẹ con trong công ty. Ồ, chúc ông con về. Chúc ông gia đình cũng có sức khỏe, an toàn qua dịch bệnh. Dạ, dạ nghe Nhẫn ha, cảm ơn nhiều ha. Bye. Rồi, hôm nào gặp lại.